chào tất cả các bạn thiếu nhi. Hôm nay dì sẽ giới thiệu cùng quý cha và quý tu sĩ và cộng đoàn ơn gọi hiện diện và sống. Chúng con đã nghe thấy tên gọi ơn gọi hiện diện và sống bao giờ chưa? Nghe chưa? Hôm nay dì sẽ giới thiệu cho chúng con về ơn gọi hiện diện và sống nhé. Tu gọi hiện diện và sống có các thành viên sống thánh hiến ở giữa đời, cam kết tuân giữ ba lời khuyên phúc âm là muối men trong môi trường sống, tại gia đình, giữa lòng xã hội, nơi công sở, mọi hoạt động công đồ. Khi đáp trả tiếng gọi của Chúa, các thành viên vẫn cứ ở địa vị xã hội của mình để sống sứ mạng và dấn thân theo đặc sủng của tu hội. Sau đây thì xin được giới thiệu lịch sử tu hội hiện diện và sống. Số 1 là giai đoạn hình thành. Tu hội được khai sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1947 tại Vexenes, nước Pháp. Vị sáng lập tu hội là mẹ Marcel Verac. Ngày 25 tháng 3 năm 1961, được Thánh Bộ chuẩn nhận và nâng lên thành tu hội đời có tên là Tu hội Nữ Tỳ Chúa Giêsu Mẹ Maria. Ngày 13 tháng 11 năm 1961, tu hội được Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho gia nhập vào Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày 14 tháng 6 năm 1977, Thánh Bộ các tu sĩ và các tu hội đời sống thánh hiến cho phép đổi tên là Tu hội đời hiện diện và sống. Tu hội hiện diện và sống có mặt tại các quốc gia Pháp, Mỹ, Canada, Châu Phi và Việt Nam, được nối kết và điều hành bởi một ủy ban quốc tế. Linh đạo và đặc sủng của tu hội. Linh đạo là đặt giao ước làm trọng tâm của mình và có mặt giữa trần gian như chứng nhân về sự hiện diện và sự sống của Chúa Kitô. Đặc sủng của tu hội là hiện diện và bằng tình yêu. Châm ngôn của tu hội là tất cả để yêu mến Chúa hơn. Sứ vụ của tu hội là mời gọi mọi người vào giao ước, thông chia sự sống bằng sự hiện diện chứng nhân của niềm vui, hy vọng và yêu thương trong môi trường sống và làm việc. Tu hội có trụ sở chính ở số 25 đường Trần Hữu Trang, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi để cộng đoàn tụ họp, họp mặt để tĩnh tâm, thường huấn, gặp gỡ các ứng sinh và huấn luyện các tập sinh. Nhà hưu dưỡng cộng đoàn Hồng Ân ở số 83/4, khu phố 10, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chương trình đào tạo căn bản và thường huấn. Giai đoạn đầu tìm hiểu từ 1 đến 3 năm. Giai đoạn 2 là huấn luyện các tập sinh, thời gian là 2 đến 3 năm. Giai đoạn 3 là giai đoạn đoan hứa, thời gian huấn luyện là từ 5 đến 7 năm, mỗi năm khấn sinh phải lặp lại lời khấn. Kết thúc giai đoạn đoan hứa, khấn sinh sẽ cam kết vĩnh viễn trong tu hội. Thường huấn đặc biệt đối với những thành viên đã thánh hiến và cam kết vĩnh viễn. Mỗi thành viên tu hội không ai được miễn trừ việc đào tạo bản thân và quan tâm đến sự thanh tiến nhân bản, đời sống thiêng liêng của mình. Đào sâu ý thức
thức sự thuộc về giáo hội và tham gia vào sứ mệnh truyền giáo giữa lòng thế giới. Hoạt động công đồ, các chị em thực hành các công tác công đồ trong môi trường nghề nghiệp như y tế, trường học, công ty theo khả năng riêng của mỗi người. Bên cạnh việc loan báo tin mừng trong môi trường nghề nghiệp, các chị em tham gia vào các hoạt động trong giáo xứ như dạy giáo lý, trao mình Thánh Chúa và các công tác xã hội giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân HIV, thăm viếng người già, người neo đơn. Đặc thù của tu hội là không sống cộng đoàn, không có tu phục, sống giữa đời, có mặt trong các môi trường hoạt động, hòa mình, thích nghi vào với hoàn cảnh trong môi trường xã hội, tiếp cận với mọi tầng lớp trong xã hội. Nhờ đó công việc tông đồ được phong phú và hiệu quả. Lời của vị: mỗi vị thành viên được tự do chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với khả năng và hoàn cảnh sống của mình để thánh hóa bản thân trong công việc phục vụ tha nhân. Lời của vị sáng lập: mỗi thành viên tu hội hiện diện và sống giữa trần gian phải trở nên như một con đường sống tận hiến mới, một con đường phúc hóa đúng với tầm vóc cho thời đại hôm nay, một khám phá kỳ diệu của Thánh Thần cho những chị em muốn trở nên những người gieo tin mừng mà vẫn là những người phụ nữ của đường phố. Hiện diện và sống giữa trần gian như những tu viện lưu động được chiếu sáng bởi ngọn lửa tình yêu cháy sáng của Đức Kitô chiếm hữu, ngõ hầu hiến dâng trọn vẹn trong tay mẹ Maria và trở nên như một tôi yêu. Đó là tu hội hiện diện về sống và dì mới giới thiệu với các bạn. Các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, các bạn có muốn đi tu và sống thánh hiến ở giữa đời không? Các bạn muốn đi tu và sống thánh hiến ở giữa đời và muốn được làm công việc mình yêu thích thì các bạn hãy đến với tu hội hiện diện và sống. Tu hội hiện diện và sống hiện diện ở giáo phận Hải Phòng của mình, tại giáo xứ Kẻ Bưởi. Bạn nào muốn đi tu ở tu hội hiện diện và sống thì hãy liên hệ với dì ở giáo xứ Kẻ Bưởi nha. Rồi, dì xin chào các bạn.